trần qua, Ngài là Chúa thống trị đất trời. Các trẻ gió thái tâm thành hô liêu đi đón Chúa, và gieo vang lời ca tụng rằng: hoan hô, hoan hô, hoan hô trên các tầng trời. Mùa hiền tình ngự đến, là hoàng đế trên trăm oai hùng, là Chúa cản đạo tình và là Chúa an vui thái bình. Các trẻ gió thái tâm thành trẻ gió thái tâm thành hô liêu đi đón Chúa, và gieo vang lời ca tụng rằng: hoan hô, hoan hô, hoan hô trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức tôi, để tôi lắng nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cứng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa con thơ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con xa. Đầu tư mò buông lời mỉa mai, nó cây Chúa mặc người cầu nó, người có thương dài gỡ đi nào.
Chúa trong ngoài vây bùa. Chúng đâm con thùng cả chân tay, xương con đếm được phần dài. Chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Lạy Chúa, trong đại hội dân Ngài con xin dâng tiếng một bài tán dương. Lạy Chúa, của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa.
cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn lễ vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chưng một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Judas kẻ nộp người cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho môn đệ mà nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy." Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy." Át thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các ông: "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì thầy, vì có lời đã chép: ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em." Ông Phêrô liền thưa: "Dù tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Đức Giêsu bảo ông: "Thầy bảo thật anh, nội đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Ông Phêrô lại nói: "Dẫu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, thầy đến đằng kia cầu nguyện." Rồi người đưa ông Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông: "Tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với thầy." Người đi xa hơn một chút, sấp mạch xuống cầu nguyện rằng: "Lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con mà theo ý cha." Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy 1 giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn." Người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 và nói: "Lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha." Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ 3, nói lại cũng một lời đó. Bấy giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa, kẻ nộp thầy đã tới." Người còn đang nói thì Judas, một trong nhóm 12 đã đến. Cùng đi với hắn có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến.
kẻ nộp người đã cho họ một dấu hiệu. Hắn dặn rằng: Tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy. Ngay lúc đó Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói: Rabbi, xin chào thầy. Rồi hôn người. Đức Giêsu bảo hắn: Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Bây giờ họ tiến đến tra tay bắt Đức Giêsu. Một trong những kẻ theo Đức Giêsu liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giêsu bảo người ấy: Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó mọi sự phải xảy ra như vậy. Vào giờ ấy Đức Giêsu nói với đám đông: Tôi là một tên cướp hay sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ thì các ông không bắt. Nhưng toàn bộ sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sứ. Bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Họ bắt Đức Giêsu rồi điệu đến thượng tế Cai-pha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. Ông Phê-rô theo người xa xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì tìm chúng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ không tìm ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Sau cùng có hai người bước ra khai rằng: Tên này đã nói, tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nội trong 3 ngày sẽ xây cất lại. Bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu: Ông không nói lại một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với người: Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không? Đức Giêsu trả lời: Chính Ngài vừa nói. Hơn nữa tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: Hắn nói phạm thượng. Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp: Ánh đáng chết. Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người. Có kẻ lại tát người và nói: Ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi. Ai đánh ông đó? Lúc đó ông Phê-rô đang ngồi ngoài sân. Một người đầy tớ gái đến bên ông và nói: Cả bát nữa, bát cũng ở với ông Giê-xu người Ga-li-lê đó chứ gì? Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói: Tôi không biết cô nói gì. Ông đi ra đến cổng thì một người tớ gái khác thấy ông liền nói với những người ở đó: Bát này cũng ở với ông Giê-xu người Nazareth đấy. Nhưng ông Phê-rô lại thề mà chối: Tôi không biết người ấy. Một lát sau những người đứng đó xích lại gần ông Phê-rô mà nói: Bấy giờ ông Phê-rô liền thề độc mà quả quyết rằng: Tôi thề là không biết người ấy. Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giê-xu đã nói: Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giêsu để xử tử người. Sau đó, họ cho trói người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô. Bấy giờ Giuđa, kẻ đã nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người phải chết oan. Nhưng họ đáp: Can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh. Giuđa ném số bạc vào đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói: Không được phép bỏ vào quỹ đền thờ vì đây là giá máu. Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tậu thửa ruộng ông thợ gốm để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều. Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah:
họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người, và họ lấy số bạc đó mà mua thửa ruộng ông thợ gốm theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi. Đức Giêsu bị điều ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người: Ông là vua dân Do Thái sao? Đức Giêsu trả lời: Chính Ngài nói đó. Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người thì người không trả lời một tiếng. Bây giờ ông Phi-la-tô hỏi người: Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Barabba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: Các người muốn ta phóng thích ai cho các người đây? Barabba hay Giêsu cũng gọi là Kitô? Hỏi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông: Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Barabba mà giết Đức Giêsu. Tổng trấn hỏi họ: Trong hai người này các ngươi muốn ta tha ai cho các ngươi? Họ thưa: Barabba. Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: Thế còn ông Giêsu cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đấy? Mọi người đồng thanh: Đồng ý. Tổng trấn lại nói: Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? Họ càng la to: Đồng ý. Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: Ta vô can trong vụ đổ máu người này, mặc các ngươi liệu lấy. Toàn dân đáp lại: Bây giờ tổng trấn phóng thích tên Barabba cho họ, còn Đức Giêsu thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bây giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng: Vạn tuế, Đức vua dân Do Thái. Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người, chế giễu chán. Chúng lột áo choàng ra và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng. Nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người chúng đặt bản án xử tội viết rằng: Người này là Giêsu, vua dân Do Thái. Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: Y là kẻ phá được đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được. Hãy khiến lấy mình đi. Nếu ngươi là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá xem nào. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người mà nói: Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel. Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi, nếu quả thật người thương hắn. Vì hắn đã nói: Ta là con Thiên Chúa. Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng xì vả người như thế. Từ giờ thứ sáu bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là: Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi ông Elia. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo: Hắn đã
có đến cứu hắn không? Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Kính mời cộng đoàn quỳ. Xin mời đứng. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung, đá vỡ, mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật, ông này là con Thiên Chúa." Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa. Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilê để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Joseph và bà mẹ các con ông Zebedê. Chiều đến, có một người giàu sang tới, ông này là người thành Arimathê tên là Joseph và cũng là môn đệ Đức Giêsu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó, quay mặt vào mộ. Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pharisêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô và nói: "Thưa Ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói, sau ba ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn truyền canh kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước." Ông Phi-la-tô bảo họ: "Thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết." Thế là họ đi ra canh giữ mộ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mộ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn, năm nay chúng ta trong năm phụng vụ gọi là năm A, và trình thuật tin mừng vào ngày Chúa Nhật lễ lá chúng ta nghe theo trình thuật của tin mừng theo Matthew, năm B theo Marco và năm C theo Luca. Và riêng ngày thứ sáu tuần thánh, dù năm A, B hay C, chúng ta đều nghe bản văn theo tin mừng của Gioan. Khi đọc đến bài thương khó một cách vắn tắt như vậy, chúng ta thấy trong những giây phút cuối cùng cuộc đời của Đức Giêsu có rất nhiều hình ảnh gợi lên trong tâm trí của chúng ta. Và ngay cả trong phần đầu của trích đoạn này, chúng ta thấy một khuôn mặt nổi bật, đó chính là Judas Iscariot. Khuôn mặt ấy lại đặt chúng ta vào trong một cách nhìn của những người hay thích phê phán, hay thích phán xét. Và chúng ta thường minh định ngay rằng Judas chắc chắn sẽ xuống hỏa ngục. Điều đó chúng ta thường nói về nhân vật Judas này. Nhưng nên nhớ, trong tất cả những bản văn kinh thánh không có chỗ nào khẳng định rằng Judas là kẻ phải xuống hỏa ngục. Chúng ta không hề biết, nhưng thói đời chúng ta vẫn đặt mình trở thành thẩm phán. Điều thứ hai nữa cho chúng ta thấy khuôn mặt của Judas có thể gọi là một dấu hiệu và là khởi đầu của cuộc thương khó, chính là nụ hôn của Judas. Khi nói đến nụ hôn, thông thường người ta sẽ nghĩ đến là những người gọi là thân thiết, những người yêu thương nhau, những người trong cùng một gia đình thường trao cho nhau một dấu hiệu để
tỏ bày tình yêu hay là sự quý trọng hay là sự tôn trọng, vân vân. Và nụ hôn ấy thường hiểu theo nghĩa tích cực và là một nét đẹp trong cách giao tiếp của con người. Thế nhưng trong mạch văn chúng ta vừa nghe, nụ hôn ấy không mang đến là một điều đẹp hay là một điều tốt, mà nó trở thành khởi đầu cho một cuộc khổ nạn của Đức Cứu Thế. Nụ hôn ấy, chúng ta suy nghĩ gì về cuộc đời này? Hình ảnh kế tiếp cho chúng ta thấy Phêrô là người thông thường chúng ta sẽ thấy mỗi khi Đức Giêsu hỏi riêng các tông đồ, Phêrô thường đứng lên để đại diện cho nhóm còn lại để nói những điều được gọi là mặc khải. Và qua đó chúng ta cũng thấy được rằng Phêrô như là một con người gần gũi và hiểu biết được Đức Giêsu nhiều hơn các ông khác. Hơn thế nữa, chúng ta thấy có những dấu chứng rằng trong những lúc gọi là rất đặc biệt, ví dụ cuộc hiển dung trên núi, hoặc là Đức Giêsu cho một bé gái con của một viên đại đội trưởng sống lại, những lúc như vậy Phêrô đều được gọi mời để đi sát bên cạnh Đức Giêsu. Và ngay trong trích đoạn chúng ta vừa nghe, khi các môn đệ cùng với Đức Giêsu đến vườn cây dầu, các môn đệ khác thì ở bên ngoài, rồi Phêrô và hai môn đệ khác cùng với Đức Giêsu đi sâu vào trong nữa. Nhưng tất cả cho chúng ta thấy một chuyện gọi là không tưởng. Tưởng chừng như Phêrô là người biết và thân cận và hiểu Đức Giêsu nhiều nhất, thì hóa ra trong những gì ông đối đáp lại với những người trước dinh thượng tế Caipha lại cho chúng ta thấy Phêrô hoàn toàn ở bên ngoài Đức Giêsu. Những hình ảnh khác còn tiếp rất nhiều trong trích đoạn chúng ta vừa nghe. Đấy là một vài hình ảnh đơn cử để con mời quý cộng đoàn chúng ta cùng suy nghĩ về đời sống đức tin của chúng ta. Hình ảnh của Giuđa với một nụ hôn đấng mà anh ấy đi theo. Nụ hôn ấy chúng ta có trao cho nhau hay không? Có, nhiều nữa là đằng khác. Và nụ hôn ấy với dụng ý chúng ta trao cho người bên cạnh mình, trao cho người thân của mình, trao cho những người chúng ta quen biết ấy, với một nụ hôn ấy chúng ta đang trao thực sự là một sự yêu thương, một sự bình an, hay là một dấu chỉ để chúng ta triệt thoái người khác? Một hình ảnh nữa như Phêrô, chúng ta đặt mình ở trong mối tương quan với Thiên Chúa, và trong tương quan ấy chúng ta đang ở trong Ngài hay chỉ là một hình thức bên ngoài, tưởng chừng như ở bên trong, nhưng hóa ra chúng ta hoàn toàn ở bên ngoài Đức Kitô. Dấu hiệu cho chúng ta thấy bên trong hay bên ngoài đó là gì? Tất cả những gì chúng ta đã được học hỏi, đã được lãnh nhận qua lời Chúa từ khi có trí khôn đến bây giờ, chúng ta đã thực hiện theo những gì Ngài hướng dẫn, Ngài chỉ dạy bao nhiêu rồi? Hay chúng ta biết nhưng chúng ta để đó, hoặc chúng ta biết và chúng ta làm ngơ, hoặc chúng ta biết nhưng chúng ta vẫn cố tình để đặt lời Chúa hay là chính sự hướng dẫn của Ngài ra khỏi cuộc đời của mình? Hay chúng ta đến với Chúa trong một thứ bổn phận phải làm, để khỏi phải áy náy, để khỏi phải bị người khác đàm tiếu, nói này nói nọ, nói ra nói vào, và chúng ta chu toàn những bổn phận ấy cho xong để khỏi phải mắc gọi là sợ tội? Tất cả những điều ấy là một gợi ý để cho chúng ta suy xét lại, bắt đầu bước vào tuần thánh, tuần cao điểm của toàn thể đời sống phụng vụ, và hơn thế nữa là đời sống đức tin của toàn thể giáo hội. Chúng ta là thành phần ở trong giáo hội của Người, và chúng ta được gọi mời để nhìn lại chính bản thân mình. Không phải như những người Do Thái khi xưa, khi hân hoan đón rước Đức Kitô vào thành thánh Jerusalem, để rồi vài ngày sau đó
cũng chính nhiều con người trong số đó lại giơ tay không phải để tung hô, nhưng để lên án, để kết tội và để trù dập và giết chết, đóng đinh nó vào thập giá. Vậy, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay một lần nữa chúng ta bước vào trong tuần thánh, mầu nhiệm thương khó và khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Xin cho cuộc đời của mỗi người chúng ta trong ý nghĩa của đức tin và trong sự tháp nhập vào trong tình yêu của ơn cứu chuộc mà Đức Kitô đã trao để nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống này, qua cách đối xử với nhau, qua cách giao tế với nhau, qua cách thực hiện lời Chúa trong cuộc đời của mỗi người, xem chúng ta đang trao cho nhau một nụ hôn của Thiên Chúa một cách nồng nàn agape, hay là một nụ hôn kiểu Juda, hoặc là nhắc chúng ta nhìn lại chúng ta đang ở bên trong Đức Kitô hay chúng ta vẫn đang ở bên ngoài trong trái tim của Ngài, trong tình yêu của Ngài. Và xin cho những lời lẽ này một lần nữa để đánh động tâm hồn chúng ta và giúp cho chúng ta chuẩn bị một cách xứng đáng để mừng mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô trong những ngày sắp tới, và đồng thời không chỉ dừng lại ở một thời khắc, một thời điểm, nhưng là trong suốt cuộc đời của chúng ta để xứng đáng đón nhận ơn cứu chuộc mà Ngài đã cho ban. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại được diễn tả đến tột cùng trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đang mời gọi chúng ta một đáp trả quảng đại. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin. Vì chúng ta, Đức Kitô đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Xin cho các mục tử trong hội thánh sẵn sàng chết đi với Đức Kitô trong đời sống vâng phục và thánh ý Chúa, hiến mình phục vụ con người để lan tỏa niềm hy vọng và chia sẻ sự sống cứu độ cho dân Chúa.
chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay là ngày quốc tế giới trẻ. Xin cho các bạn trẻ can đảm bước theo Đức Kitô, sẵn sàng sống chết vì niềm tin vào Người, để giữa bao thử thách, họ luôn hy vọng vươn lên, tỏa sáng một đức tin kiên vững đầy lòng mến Chúa yêu Người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho hòa bình và nền văn hóa phi bạo lực được truyền bá rộng rãi, để các quốc gia cũng như các công dân giảm bớt sử dụng vũ khí. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu thưa: Lạy Cha, nếu con phải uống chén này thì xin theo ý Cha. Xin cho chúng ta luôn theo sát Chúa Giêsu trong tuần thánh này, sốt sáng hiệp thông với Chúa trong cuộc khổ nạn, hầu xứng đáng chia sẻ niềm vui phục sinh với Người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt, xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mỗi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, con Chúa chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con kiên trung vác thập giá mình mà bước theo con Chúa giữa cuộc đời đầy gian khó, biết kề vai chia sẻ gánh nặng của tha nhân với lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thanh lễ để bước ra đi đón tin vui đến trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ lời thánh cha để ta cùng hô vinh danh Chúa và nhân viên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được hòa giải cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thanh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phân khởi tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa,
Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn truyền cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giám Mục Mikae chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết Thầy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúng ta rồi, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương soi
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Đây Chúa, con chờ đã Chúa bước vào nhà con, nguyện xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lần. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thầm xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xê nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thầm xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con sống với Ngài vinh quang. Chúa sau tháng năm qua vẫn chờ đợi ta.
hơn thế, nhiều phen Chúa trong mong bồi hồi. Ngày nào dân hiến máu tươi thanh tẩy chưa chan, và giờ đã đến giờ sao xuyến đau thương vô vàng. Một cây thập giá ngất cao thay cờ khải hoàn, tựa như hạt lúa ai đem gieo trong lòng đất mơ màu. Mùa về đơm bông thơm hương vui sao nương đồng, thì người đã chết còn Thiên Chúa khắp muôn phương xa quay về nguồn vui. Thì xin thương xót chúng con gian nan lưu làm chân ai. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta bắt đầu vào tuần thánh, và trong giáo xứ chúng ta trong tuần thánh này có nhiều ngày lễ, nghi thức và giờ giấc, cũng qua các ngày lễ và nghi thức đó cũng đã thay đổi một cách không có giống như ngày thường. Do đó xin quý ông bà anh chị em vui lòng lấy bản tin giáo xứ để biết thêm những thông tin chi tiết cũng như ngày giờ, để quý ông bà anh chị em có thể sắp xếp thời gian đến tham dự các ngày lễ cũng như các nghi thức một cách sốt sáng. Con xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.